Hello. Đó, tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một mẫu xe của Honda. Dòng này là dòng Winner X nha anh em. Đó, để mình đi sơ xung quanh ra ngoài, bắt đầu mình sẽ vào phần chi tiết nhá. Con này thì tình trạng mình đang bọc keo nguyên con cho anh em luôn, keo trùm nguyên con. Xe là xe của 2018 anh em nhá. Đó, xe đời cao, đăng ký về biển số Vĩnh Long rồi, 30503. Đó, biển khá là đẹp. Tình trạng máy móc mình đang bao cho anh em là xe zin nguyên bản 100% nha anh em. Đó, máy móc thì khỏi cần phải suy nghĩ luôn. Dòng Winner X thì nó nổ tiếng bô cực kỳ giòn nha anh em. Đó, có lên trang bị thêm cho anh em một cặp đèn phá xương ở dưới rồi anh em này. Đó, đổi màu được luôn nhá. Đó, vàng trắng. Đây anh em, lốp led là đang còn cực kỳ dày gai này anh em. Đó, dòng này chạy tầm 2 năm nữa trường để thay nhá. Đó, đĩa thì chưa có dấu hiệu gì là mòn đâu. Đó, thì chắc chắn anh em đã xác định đi mua xe qua sử dụng lại rồi á, thì không, nó không thể làm mà như nguyên bản như mới tinh được. Đó, nhưng mà quan trọng hơn hết được một con xe giá rẻ hơn xe mới rất là nhiều. Đó, lốp sau cũng vậy, là anh em đang còn khá là cứng anh em nhá. Đó, thì mấy năm nữa chưa hư luôn. Nhông xích đang còn mới leng keng luôn này. Đó, dàn chân, dàn sơn, dàn xi đang còn rất là đẹp anh em nhá. Anh em nào mà có thiện chí với mẫu Winner này thì anh em cứ để lại cho mình một cái bình luận đó, hoặc để lại cho mình số điện thoại. Với cái dòng xe như này thì mình để cho anh em với cái tầm tiền anh em đưa trước cho mình tầm 1 đến 3 triệu đồng anh em lấy xe về. Cửa hàng có hỗ trợ anh em trả góp đầy đủ hết anh em nhá. Đó, có hỗ trợ anh em ship xe 63 tỉnh thành luôn. Rồi ok, anh em cần mua bán xe gì thì anh em cứ liên hệ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.